Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Dạo gần đây thì các anh em có rất nhiều thắc mắc liên quan đến cái việc là tại sao mà tôi dạo là gần đây livestream khá là đều. Ngoài cái việc livestream đều ra thì tôi còn up clip cũng rất là đều nữa. Đấy, thì phải thú thật với anh em là dạo gần đây thì tôi cũng rảnh anh em ạ, rảnh rồi. Mình rảnh rồi là mình thích thì mình livestream thôi nhá, mình thích thì mình ra clip thôi. Rất hy vọng các anh em sẽ cũng vui vẻ khi mà tôi ra clip đều anh em nhé. Vui chứ, phải vui chứ. Ra chẳng mấy khi mà ra đều clip được như này đâu. Cả năm rồi có khi có một mùa ra clip, mùa sinh đẻ clip nhiều như này nha anh em nhé, dã man. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái con game. Không biết là gặp những cái đối thủ ở đây xứng tầm không, như cái tầm này chơi trông có vẻ nhẹ nhàng quá. Sau cái quá trình coi như là ở nhà tránh Covid, tôi đã có thời gian coi như là nghiên cứu luyện công cả tháng nay. Đấy, cả tháng nay bế quan luyện công rồi nên là bây giờ tôi có khi là tôi đã trở thành một sát thủ auto chess, một chiến thần line up, một chuyên gia dãy chess. Để đấy rồi tôi sẽ cho anh em xem nhá. Anh em hãy chống mắt để mà xem. Đợi đấy nhá. Chấp hành nghị định 16 là coi như là thành công đấy. Như thế là gọi là thành công đấy. Khi mà chúng ta có thể làm những gì đấy mà chúng ta thích và chúng ta pro hơn trong cái công việc đấy. Đấy, với tôi thì nó là chuyện tử. Còn với anh em thì sao? Anh em đã coi như là đọc được mấy cuốn sách, anh em đã trau dồi được bao nhiêu kiến thức, lượng kiến thức trong cái thời gian giãn cách vừa qua, dã man. Tôi đúng là tôi cũng không thể tin được là tôi chỉ có chuyện tử. Ừ, thì đương nhiên không chơi điện tử lấy đâu ra clip mà up lên cho anh em xem. Chính ra tôi chơi điện tử ấy có ích ấy chứ. Round này có hai con táo bú chờ. Nhưng mà chả nhẽ lóc lại à? Thôi anh em ạ. Tabu Witcher lại chơi 9 ép à? 9 ép với xin ép thì thực ra làm mấy cái clip về mấy cái bộ đấy thì nó không hay anh em ạ. Ui. Nào đây. Flame nhỉ? Ok, con này được. Tí nữa 3 mét sớm, 3 mét gót được. 3 mét 2 gót ở level 5. Có ma lăng lấy luôn này. Nói chung ấy là mấy cái bộ như là bộ 9 đẹp thì thôi chơi nhiều rồi, meta có nhiều người chơi rồi nên chắc chắn là anh em sẽ rất ngấy khi mà tôi chơi những cái bộ đấy. Thay vì những cái bộ đấy chúng ta sẽ tìm hiểu những cái layup khác anh em nhé. Đấy, những cái layup mà anh em chưa biết đâu. Đấy, nhưng mà tôi đã biết rồi thì tôi chia sẻ cho anh em một vài những cái layup mà sau khi update là có thể chơi được. Đây rồi. Xung kích được. Nhưng mà đầu game bài như thế này thì hơi khèo anh em ạ, hơi khèo đấy nhá. Chúng ta ghép được cái xung kích nhưng mà chúng ta lại không hề có những cái con có thể tung trưởng được. Thực ra những cái con như là con Heaven Bomber là những cái con rất là nó có hữu dụng trong cái thời điểm đầu game. Đấy, nhưng mà bây giờ chưa có thế như này. Thôi chơi cô luôn vậy. Cô luôn cho dễ chơi. Cô kiếm tiền tí anh em ạ. Tôi nhận thấy là bây giờ bài tôi rất yếu ở đây. Đấy, trong khi ở đây anh em thấy là từ ba nhà có 2 sao rồi, ba nhà 2 sao và cũng có rất nhiều những cái con nó mạnh. Ui rồi ôi. Con này lên 2 luôn à? Lên 2 luôn à? 3 mét này. Ừ, thế cũng chơi được, 3 mét. Thôi được, lên 2 sao làm tăng cơ vậy. Lên 2 sao làm tăng cơ vậy. Ok. À, có thằng Eco nhá. Thế là chúng ta nếu mà muốn phá thằng Eco kia là phải bỏ hết cờ ra anh em ạ. Có lên phá không nhỉ? Theo anh em tôi có lên phá không? Hay là chúng ta cứ chơi bổ củi thôi. Phá thì phải bỏ cờ ra rồi. Chứ còn không để hai con Eco được.
Ở đây chưa gặp nó, chưa, chưa hề gặp. Nói chung là bây giờ cứ bỏ bài lên giữ tí máu anh em ạ. Mà sao không đấm được con nào kia? Hai con còn một tí máu, đấm chết một con đi thôi nào. Ui giời, chán thế. Skull Hunter này. Sáng xem cái gì đấy anh em ơi. Về đi. Đùa. Cái gì mà sang xem soi nhỉ? Có cái gì đâu mà soi. Bài yếu có cái gì đâu mà soi. Khổ. Có cái gì đâu. Bài tôi có cái gì đâu mà soi nhỉ? Chán đời. Mình cũng phải đang eco đấy. Chứ đâu có phải là khỏe mạnh gì đâu. Nhìn trông giống như là đấm được người ta không. Thôi anh em đừng có chú ý đến tôi làm gì. Khổ. Đang yếu lắm đây này. Cố gắng giết một hai con đi, giữ máu nào. Còn tí máu kìa. Sao con này nó giật, bây giờ nó giật yếu thế nhở. Phở lên mấy con phở lên, chán đời thật sự luôn. Đúng rồi, ui rồi phải giật hai phát có chết một con ạ. Bài yếu thật. Chưa ra được con gót. Về căn bản là cái con gót bây giờ, con gót là vua, nó cũng 3 tiền anh em ạ. Nó còn khó ra hơn cả mấy cái con sầu Woodman này cơ. 3 tiền. Dã man thật sự. Bỏ bài ra anh em ơi. Rất có thể ra sau sẽ gặp cái thằng Eco. Vẫn chưa gặp, cay nhờ. Cho mình gặp nó một phát thì có làm sao. Đây rồi. Đây rồi. Rút con này đi. 3 mét 2 gót. Ở level 5 mới chơi được cơ. Kinh ấy, kinh ấy, kinh ấy. Round này tôi cũng sẽ bỏ cờ thôi anh em ạ. Nó nhỏ nhá, nó nhỏ thôi. Nó nhỏ chắc chắn là round này tôi bỏ cờ. Tôi không thể để nó như này được. Để như này ấy, nó cũng bỏ cờ là tôi toang ấy. Mà nó chả cần bỏ cờ đâu, nó cứ để thế thôi. Nó vừa giữ máu được, mà tôi thì cũng không phá được chuỗi. Tôi mất chuỗi là nó giữ máu được, không được. Bỏ cờ anh em nhá, bỏ cờ, bỏ cờ, bỏ cờ. Để một con thôi. Để như này là được rồi mà. Để một con Eco này là nó biết là nó như này luôn. Ok, thôi được rồi, nó đang nào nó bỏ cờ ra. Đấy, tôi biết ngay mà. Ui, nhưng mà chưa gặp. Chưa gặp mới đau chứ này. Sợ nhở. Như này chỉ làm cho cả hai cùng chết thôi anh em ạ. Cả hai cùng sùng hố thôi. Khi là bây giờ tôi và nó phải đợi đến khi nào gặp nhau thì tôi mới bỏ được cờ vào. Bỏ cờ vào trong bàn cờ để giữ máu. Trong khi đấy thì hai thằng đều rất lì đòn. Đúng là vua lì đòn đây. Không biết là thằng nào lì hơn đây. Nhưng mà tôi không sợ đâu anh em ạ, tôi không sợ đâu. Tôi có gọi là một cái đội hình cực kỳ lì đòn luôn. Chắc chắn là đối thủ chưa biết tôi chơi cái gì. Chắc chắn đối thủ chưa biết tôi chơi cái đội hình gì. Đội hình cực kỳ lì đòn nhá. Máu thấp cũng không sao hết. Lại chơi luôn. Xem thằng nào lì hơn. Ờ, bỏ bài luôn này. Không thèm lừa nữa luôn. Thôi. Chốt cái round 9 này gặp thì hơi ngu nha. Thôi cho round 10 gặp, 11 gặp đi. Ờ, được, được, được. Round 1 gặp. Ui, nhưng mà cái round này mất nhiều máu quá. 9 máu cơ. Sir Woodman có thêm quả trứng này. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không nha anh em nhá, không, không. Tôi sẽ không lấy quả trứng, tôi đập vào Sir Woodman đâu. Anh em ạ. Không là không. Tạm thời như này đã. Bán hai con này đi là được 30 tiền này. Ờ, bán luôn nhá. Bây giờ cũng khá yếu anh em ạ. Bán đi.
trận này bởi vì là tôi làm content nên tôi chắc chắn tôi chơi một cái đội hình mà anh em chưa biết nhá, anh em chưa biết đâu. Đội hình mới trong meta giới thiệu cho anh em để anh em lắm được. Chứ còn tôi nếu mà bình thường như này tôi đập trứng cho Swordman nó chuyển sang 9m là ngon rồi đấy. Ui tôi chết rồi. Này. Có ăn được quái không? Ui con này yếu quá, giật đéo ăn thua. Toang lo quái ạ. Ôi rồi ôi, đồ khèo. Thôi rồi, bán nốt đi. Bán hết đi anh em ạ. Rồi ok. Đằng nào cũng gặp nó ở đâu này. Bán hết đi thôi. Bây giờ đứa nào lì hơn được thì thắng mà. Máu thì tôi vẫn bây giờ vẫn đang hơn, hơn 3 máu. Ừ. Đấy chắc là cũng là một cái điều để có thể động viên tự an ủi và động viên chính mình. Rồi, rao này chắc chắn gặp rồi. Hai thằng đều mất chuỗi ở rao này. Rao sau bắt đầu bỏ cờ vào giữ máu thôi anh em ạ. Ok. Bỏ cờ vào giữ máu thôi. Đồ này thì vẫn cái viên ngọc vẫn có thể ghép được cái BKB được. Để xem là thằng nào có cái đội hình eco khỏe hơn nhá. Tôi nghiên cứu ra, tôi tìm ra là một cái đội hình eco cực khỏe luôn anh em ạ. Trong cái trận này tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Tôi sẽ giới thiệu cho các anh em một cái đội hình mà siêu bá đạo, siêu lì đòn nhá. Nó phải gọi là vua lì đòn á. Siêu bá đạo, siêu lì đòn. Dẫy chết cực khỏe luôn. Và cái độ nhây của nó thì tí nữa anh em sẽ biết nó cực kỳ nhây. Nhây trong combat cũng như là nhây ở trong trận đấu. Nhây kinh khủng luôn. Để cho anh em thấy được trong cái quá trình mà nghị định 16 của chính phủ tôi đã nghiên cứu như thế nào. Ok. Chúng ta vẫn tiếp tục eco nha anh em nhé. Tôi không sợ cái điều đấy. Tôi vẫn đang cố gắng coi như là giữ tiền nhiều nhất có thể để có thể lên được level 8. Tuy nhiên cái tầm này thì cũng phải mua bài anh em ạ. Mua bài để còn đép round quái. Không đến round 15 mà toang. Còn có 2 round thôi. Round chúng ta có cái round 10 là toang. Không có đồ rồi. Cho cái đồ khèo. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ eco. Mà thằng kia thì nó vẫn eco. Nhưng bây giờ thì nó vứt được con gấu vào thì ok. Coi như là may mắn thì nó đẻ ra thêm được mấy cái con gấu. Cũng được. Đấy cho cứ vứt gấu vào. Còn tôi thì chỉ vứt được cái con 2 sao này vào thôi. Mà cũng gọi là hơi ngu người một tí. Vừa nãy nếu mà tôi không up cái con này lên 2 sao thì tôi lại thấy yên tâm hơn. Nhưng mà bây giờ tôi up được con này lên 2 sao thì rất có thể là cái con 2 sao này nó sẽ đấm chết hai con kia anh em ạ. Ui chết mẹ rồi. Đẻ sớm thế. Mất 8 máu ạ. Đấy rồi. Sao đi vô. Đây phải mua cung rồi thôi. Mua cung còn đép quái. Hai gót là có thể chơi được. Hai gót là có thể đép được quái. Yên tâm. Hai gót thì cái con wing này nó bắn trưởng liên tục. Liệu rằng chúng ta sẽ gặp lại cái thằng mắc kia ở round 14 không nhở? Cắt chuỗi nó đi. Cho gặp ở round 14 cắt chuỗi nó. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng chưa biết là tôi có cắt được không ấy. Tôi bị cắt hay là tôi là người cắt nó thì tôi cũng chưa biết. Thường là nếu mà xếp ở trong góc như này thì chúng ta sẽ yếu hơn. Nếu xếp ở ngoài thì chúng ta đấm khỏe hơn. Xếp ở giữa, xếp ở trên thì chúng ta khỏe hơn. Xếp ở trong góc này thì có thể là đấm yếu hơn, chúng ta sẽ thua. Và nó sẽ mất tiếp cái chuỗi lần nữa trong khi chúng ta giữ được chuỗi. Ở đây nếu mà nó muốn chơi gấu thì nó phải giữ lại cả con gấu ở trên bàn cờ đó. Ui đây rồi, có ăn được không? Ờ, chúng ta có một con 2 sao nhưng cái con này thực sự là nó không có đam. Anh em thấy không, đấm mấy phát thôi mà đã mất lửa cây rồi kia kìa. Lửa cây máu rồi. Hay quá, lại tỉnh dậy, trói xong rồi lại tỉnh dậy đấm tiếp bạn ơi. Đúng rồi, lém trượt, lém trượt. Đấm phát nữa, đấm phát nữa đi rồi. Ok. Mất có một máu thôi, được quá nhờ. Đấy rồi. Đây rồi anh em ơi. Sắp tới chúng ta có cái bộ vua lì đòn đây rồi. Đấy, anh em biết ở đây cái con này con tướng mới. Con tướng mới ra là chúng ta có thêm một cái con kích hoạt được 3 con giữ máu cơ chứ không phải 2 nữa. Đấy, 3 con giữ máu thì nó sẽ khác 2 con giữ máu ở cái chỗ nào thì anh em có thể
theo dõi trong cái đội hình của tôi nhá. Trời ơi, một cái đội hình cực kỳ là nhây luôn. Tôi đã chơi cả ba con giữ máu luôn anh em nhá. Chơi ba con giữ máu luôn chứ không phải chơi hai con nữa. Để cho anh em thấy biết được cái độ nhây của cái đội hình đấy. Ok đấy, gọi đệ này, gọi đệ khỏe chứ. Nhây chưa, nhây chưa, giết được một con, gọi một con luôn. Đấy, ui, nhây chưa, nhây chưa. Đấy, úi dồi ôi. Thế này có giống như là siêu đẻ không nhỉ, gót đẻ không nhỉ. Chúng ta thiếu con Fortuner thôi. Ui, đây rồi, Fortuner teo lơi rồi anh em ơi, đủ bộ nhá. Ba con anh em ạ, rồi. Vứt mấy cái con linh tinh này đi. Vứt đi, vứt đi, vứt đi. Thế này thôi anh em ạ, cho anh em thấy thế này. Tôi vẫn tiếp tục nhá, lì đòn tiếp anh em ạ. Lì cực kỳ luôn đấy, cho hẳn ba con này vào luôn. Eco luôn đến round 20 anh em nhá. Xác định Eco luôn đến round 20, không nói nhiều. Để xem là ba con này nó có khác gì hai con không. Nhưng mà nó sẽ rất là lì đấy. Đâu rồi, thằng kia mất chuối phải bỏ cờ vào rồi anh em ạ. Nó cũng chỉ mới có được một con gấu thôi, định chơi gấu hay chơi cái gì ấy, cũng chưa biết là chơi gì. Rồi, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có cái chuỗi cộng 1 đầu tiên. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ có những cái chuỗi cộng 1, sau đó là cộng 2, cộng 3. Nào, đẻ ra đi, đẻ nhiều nhiều một tí nhá. Đẻ trên 15 máu cho tôi. Đẻ trên 15 máu cho tôi, đẻ đi. Có được 15 máu không? Ui rồi, chỉ có 9 máu, ít thế. Tôi lại riêng cái đội hình này tôi lại cần nó phải đấm tôi nhiều máu hơn. Để trên 15 máu. Đấy, thôi được rồi, 9 máu thì có cái kẹo cắn. Còn đây có một cái kẹo mà còn không cắn được cơ anh em ạ. Cái kẹo màu đỏ không cắn được. Tôi đang đợi cái kẹo màu đỏ đây. Cái kẹo mà giúp cho chúng ta sống cực kỳ dai, sống rất là nhây. Còn cái kẹo xanh này thì chúng ta nếu mà có thì có thể cắn được. Cắn được thêm mỗi round là có thể từ 1 đến 5 máu. Hên xui. Đấy. Bây giờ rồi, nhưng mà để chúng ta giữ tiền thôi, chúng ta up dần lên 8. Mà thậm chí là có thể là tôi lên 9 luôn nhá, lên 9 luôn. Không có nhiều. Anh em thấy nhây không? Tôi này tôi chả có quân, tôi chả đép được mà máu của tôi anh em nhìn không? Máu của tôi vẫn đang là đứng ở trong vị trí top 6 từ dưới lên chứ không phải là cái vị trí thấp hơn. Không phải ở vị trí top 8. Thằng này chắc là cũng mất nhiều máu này. Thằng này chắc là cũng sẽ là trên 8 máu thôi. Trên 8 máu. Rồi. Tôi nghĩ là sẽ trên 8 máu. 10 máu. Đấy, chúng ta lại có thuốc. Ok đấy chứ. Rồi. Run nhẹ cái nào để đép quái nào. Ui, Fortuner Teller lên 2 sao này. Chơi luôn. Nhưng mà ôi, sao toàn chỉ có 3 con giữ máu này. Cho con gì đấy có đam đi. Để đép ra quái đi. Đã quái 20 sắp đến rồi. Ồ hay. Con God of War mãi chưa ra đây này. Thật là như thế luôn ạ. God of War bây giờ là khó ra thế á. Khó ra như thế á. Chết cha. Bây giờ tôi máu đang thấp dần rồi này. 40 máu rồi. Thấp nhất rồi. Nhưng mà tôi vẫn tự tin là tôi sẽ rất nhây được nhá anh em nhá. Thằng kia nó phá chuỗi tôi. Thằng kia cái tội nó phá chuỗi tôi thì tôi không thể chết sau nó được. À quên, không thể chết trước nó được. Tôi phải chết sau nó chứ. Quên, khổ. Quên. Tôi phải chết sau nó. Tôi không thể chết trước thằng mắc kia được nha anh em nhá. Cho hẳn ba con giữ máu vào mà nó còn không giữ máu được thì thôi. Thế thì ra cái bộ ba con giữ máu làm cái gì. Thế thì thả xóa luôn, chỉ còn hai con thôi. Ít ra nó phải có cái lợi lộc gì chứ, đúng không anh em? Có đấy. Tí nữa nó sẽ tiết lộ anh em nhá. Ui, còn có 30 máu á, 30 máu thôi. Ui, tôi chết rồi. Đây rồi, ra đây rồi anh em ơi. Ra được này, ra lấy luôn này. Đép quái này. Vút nhẹ cái này. Ơi, God of War đây này. Cho vào cái. Cho vào đi. Cho vào đép quái cái nào. Đấy rồi. Mãi mới ra được cái con có đam anh em ạ. Đến bây giờ thì tôi lại tự tin cho bài vào rồi. Vừa nãy bởi vì chưa có đam, cho bài vào gặp mấy cái thằng đẻ chết ngay anh em ạ. Tôi chết ngay. Là bây giờ tôi phải chơi, phải có đam thì tôi mới dám cho bài vào. Xong rồi tôi eco tiếp. Đấy, bây giờ bọn mày đẩy đi, đẩy hộ cái nhá. Còn 33 máu thôi, đẩy đi, đẩy đi. Đẩy một phát 20 máu đi em nào. Đứa nào vào đây đẩy phát 20 máu. Ui, thằng này trông như trông kinh thế này.
Chơi gấu ra được gấu xin 2 rồi này. Khỏe thế. Ui thằng này chơi gấu Saman anh em ơi. Ui mẹ ơi khỏe thế. Kinh quá. Hự. Chưa rồi cái trận đấu này có nhiều thằng xanh quá nhở. Cây 2 này. Cây 2 vào thay cho con nào đây? Được rồi, ok. Giữ lại con heo anh em ạ. Con heo tí nữa có một con chết nó sẽ hồi sinh lại. Cũng được. Run ở 8 à? Chắc là phải lên 9 ấy chứ. Đằng nào eco đến round 20 thì sao không lên 9. Run ở 8 làm đéo gì nhỉ? Vẫn đang thua mà. Đằng nào chả thua đúng không? Vẫn thua. Đằng nào chả top 8. Đằng nào chả top 8. Thôi cứ eco tiếp đi. Cứ eco tiếp đi anh em ạ. Chả có vấn đề gì hết. Ui. Lùi 3 luôn. Già này, già 2 này. Ồ, ra 2 luôn à? Đập trứng luôn à? Cũng được. Đập trứng luôn cũng ok. Thôi, thế thôi anh em ạ, đập trứng à. Run thế thôi. Rồi ok. Ra đứng vào trong này. Đấy, tôi vẫn giữ ba con giữ máu ở trong đội hình. Đề phòng trường hợp bị mấy cái bọn đây này. Ui rồi ôi, trận này có vẻ nhiều thằng mắc này. Tôi nói rồi, tôi không thể chết trước thằng này được. Tôi không để chết trước thằng này được. Gạt ra bắn trưởng đi. Chậm quá. Ui giời, con giả chán thế nhở. Ơ, anh em nhìn này, nhây chưa? Nhây chưa? Ồ, nhây chưa? Ồ, ồ, nhây chưa? Ồ, hồi sinh lại con già kia. Ui, nhây chưa? Nhây chưa? Ồ, 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 ồ. Ồ, già tung trưởng tôi phát lửa rồi á. Ồ. Hay quá anh em ơi, nhìn này. Được quá nhở. Ui, mẹ, thắng này. Con kia ngồi hút mana thôi. Sẽ đấm được. Nhây chưa, nhây chưa. Chúng ta vừa mất chuỗi rồi. Bây giờ chúng ta roll con cây 3. Roll con cây 3 đã, sau lên 9 anh em nhá. Đã spirit thôi, bỏ qua đi. Tôi sẽ không chơi những cái đội hình thông thường nên là bỏ qua những con đấy. Tôi sẽ hứa với anh em là chơi trong đội hình có 3 con giữ máu ở trong đội hình. Nhầy thế nhở. Lên 9 là thế nào đây? Thôi thôi thôi, rao sau. Luôn đéo ra là con cây 3 anh em ạ, cay nhở. Có ăn được thằng này không? À, chơi 6 human này. Ăn được thôi. Sẽ ăn được. Rồi. Lên 9 nhỉ. Thực ra bây giờ đủ tiền lên 9 rồi đấy. Cho con heo. Mà lăng cho heo cho nó tung trưởng sớm anh em ạ, gọi đệ sớm. Rồi lên 9 đi. Cây bây giờ vẫn chưa lên được 3 nhờ. Tôi còn 30 máu thôi. Hai cái thằng người top 1 top 2 xanh quá anh em ạ. Nhưng mà anh em yên tâm, cứ để chúng nó gặp tôi sẽ cho anh em thấy nhá. Ú đây gặp đây, gặp luôn rồi này. À, nghe nói 6 cờ lai à? À 6 cờ lai. 4 ego seed à? À 3 rồng à? Ừ. Nghe nói cậu đang có chuối. Ồ. Nghe nói cậu đang có chuối. Rồi ôi. Ui. Ui giời. Ừ. Ôi giời. Ừ. Ôi giời. Nó đang có chuối. Nó vẫn đang có chuối. Xin lỗi. Cậu vẫn là cái chuối của cậu. Dã man thật. Mạnh thế. Tôi cứ nghĩ là tôi có thể ăn được. Anh em ơi. Anh em không có nhìn thấy gì hết nhá. Cay nhở. Cay thật sự. Tưởng ăn được.
Bộ like mạnh quá, cần phải giảm sức mạnh cờ like trong update sắp tới thôi. Tôi sẽ phải có cái thư viết cho cái bọn phát hành game mới được. Để bọn like tung hoành như này không được rồi. Chuỗi gì chuỗi dài đấy kia. Xong rồi Avenger cờ like nó có một đống đam thì tí đỡ thì đéo được. Không được. Chơi như thế mất cân bằng game quá. Phải xóa bộ cờ like này khỏi game thôi. Đúng không anh em thấy cái việc đấy là cái việc mà cần thiết thì anh em cứ bảo tôi nhá, tôi sẽ tập hợp tất cả chữ ký của anh em để chúng ta loại bỏ cái bộ cờ lai ra khỏi trò chơi này. Dã man thật, nó hiểu kiểu gì luôn, khỏe thế. Nhưng mà thôi, mục tiêu của tôi là gì? Đấm cái thằng phá chuỗi của tôi kìa, cái thằng mà nó phá chuỗi của tôi kìa, anh em thấy không? Nó 23 máu, tôi cũng 23 máu. Đấy, tôi 23 máu, nó cũng 23 máu, nó cũng đang cặp cái này, nó đang cặp cái này. Ui rồi, nó đang cặp tầng cái này, có ăn được đâu. Thế tôi bảo rồi, bọn này mạnh lắm. Anh em thấy mấy cái content 1vs7 của trên kênh ấy. 1vs7 bọn này nó đấm hết. Đấy, có thằng chơi gấu này, vẫn thua này. Đấy, thằng này cũng chơi gấu này, gấu đéo đây. Hai gấu à? Hai gấu gót à? Đó, nhưng mà tôi tự tin là cái bài này tôi nhây được anh em ạ. Bài này của tôi 23 máu, nhưng mà trông 23 máu thôi, nhưng mà nó vẫn còn nhiều màu lắm đấy. Nó không phải là 23 màu đâu anh em ạ, nó còn rất nhiều màu. Yên tâm, anh em sẽ thấy được cái độ nhây của nó khi mà con cây nó lên được 3 sao nhá. Con cây cần phải lên được 3 sao. Hoặc là con Fortuner Teller nó lên được thêm một con 3 sao nữa, hoặc là thêm một con nữa. Ok. Nhây chưa? Nhây chưa? Với cả cái trận này ấy, cái đồ con cây nó hơi yếu. Cái đồ con cây nó không được tăng, nó không được tăng cho lắm. Con cây nó phải nhiều giáp hơn, nó phải nhiều các cái đồ chống chịu. Trận này con cây nó vẫn chỉ có cái giáp ma thôi anh em ạ. Không ăn thua à? Phải thêm đồ chống chịu vào nữa cơ. Rồi, nhưng mà không sao anh em ơi. Cho Rubik luôn. Bờ linh cho Rubik luôn. Rồi. Ok. Đứng ở vị trí này cướp cái con gấu điện. Tôi tính hết rồi anh em ơi. Ồ. Như nào? Như nào? Đâu rồi Rubik đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy con Rubik? Nhưng mà tôi ăn này. Nhưng mà tôi ăn anh em ơi. Nhìn thấy chưa? Nhây chưa? Bắp bất tử liên tục. Rồi ôi. Cắt chuối luôn. Có tiền. Hay quá. Được quá nhở, đây rồi, cơ hội để roll ra là con cây 3 đây. Nhưng mà từ từ đã anh em ơi, tôi lại tự tin luôn là cái đội hình này của tôi còn sống sót còn lâu lắm. Trong khi đấy cái thằng kia nó lên 10 kìa, cái thằng Mark nó lên 10 kìa. Anh em thấy chưa, đang xả tiền đấy, xả tiền căng đấy, xả tiền căng đấy. Lên 10 xả hết tiền à, chắc gì đã ăn được tôi. Tôi đứng đây tôi counter nó rồi anh em ạ. Chỉ đợi nó sang đây thôi, đây. Ồ oh. Chỉ đợi nó sang đây thôi. Nào. Ui vẫn chưa gặp. Gặp bọn Lai. Gặp bọn Lai. Cướp được cái gì đây? À cướp được cái giáp. Liệu có thể cắt chuối được của thằng Lai này không? Nghe nói cậu đang có chuối. Đang có chuối vàng đúng không? Vàng khe. Ồ. Ồ bây giờ thì khác. Bây giờ thì khác rồi. Anh em nhìn đi. Anh em nhìn thấy gì chưa? Tôi cắt chuối của thằng Lai này. Thấy chưa? Ui rồi đẩy một đống máu luôn. Anh em thấy chưa, vừa nãy nó chỉ là cái sự cố thôi. Cái sự cố đấy nó chỉ là sự cố thôi anh em ạ. Ôi cắt được hai chuối của hai thằng cháy luôn. Rồi chúng ta luôn cây 3 rồi anh em ơi. Đây rồi, hay quá. Lên được con cây 3 rồi. Lên được cây 3 là chúng ta có thể lên được 10 anh em nhá. Ở round 29 chúng ta có thể lên được 10. Ok chưa, làm quả trí không, anh em thấy không, quả trí luôn. Vứt bờ linh cho Glen Herat, cướp được cái giáp, sau đó thì được bắp bất tử, không chết luôn, nhây chưa? Nhây cực kỳ luôn đấy. Goblin à? À, Goblin. Goblin với chúng tôi. Anh em này, nhìn bắp bất tử kìa, thấy chưa? Bắp bất tử nhây chưa? Ui dồi ôi, bắp bất tử cực kỳ nhây luôn. Bắp bất tử cực kỳ nhây luôn. Ui, những bọn này khỏe đấy. Vẫn ăn, ồ. Đấy, Goblin xanh toàn 3 sao, tôi vẫn ăn được này. Bom này. Được. Lấy quả bom. Rồi. Lên 10 luôn, round 29 lên 10 hợp lý rồi.
Cho Sariper vào càng nhây nhây thêm anh em ạ. Chơi hệ nhây nhá. Đội hình hệ nhây. Squire được. Đây rồi. Zipper 2 sao cực kỳ nhây luôn. Chúng ta có Zipper nhá, sẽ hồi máu luôn. Vừa bắp bất tử, vừa hồi máu, vừa chói, vừa coi như là gọi đệ. Đây rồi, gặp thằng Mark. Nghe nói vừa lấy cầu cắt chuốt của tớ. À, chơi bộ thông thạo là chơi cái bộ Saman kết hợp với cả gấu ạ. Saman kết hợp với gấu nghe nói khỏe. Nghe nói khỏe lắm đúng không? Ui, trông kìa. Ôi rồi ôi, máu từ từ đưa lên. Úi rồi úi rồi úi rồi. Ôi ôi, đẻ nhiều thế kia. Ôi ôi, đẻ nhiều thế kia, đẻ nhiều thế kia. Ôi ôi, đẻ nhiều quá. Nhây chưa, anh em thấy nhây chưa? Đội hình cực kỳ nhây luôn. Đấy là tôi còn chưa lùi con này lên 3 sao đâu đấy. Fortuner mà lên 3 sao thì chắc là nó bắp bất tử cả ngày luôn anh em ạ. Con cây chắc chắn là nó sẽ bất tử mãi mãi, nó sẽ không bao giờ chết đâu. Tôi nghĩ là như thế. Nó sẽ, con cây nó gần hết máu cái lại được Fortuner Teller ở đằng sau nó bắp cho hồi sinh. Chống chết, chống cái bắp cái bất tử, chống chết sau đó thì lại hồi dần lại máu. Ở đằng sau Zipper hồi dần máu luôn. Đấy, thế là nó lại đầy lại máu. Kinh chưa, anh em thấy đội hình hay không? Đấy, còn cái con già nó có tác dụng, nó là gây đam ở đằng sau. Đấy, anh em chia sẻ với anh em một đội hình cực nhây luôn nhá. Đánh cực nhây, đang có chuỗi kìa. Tôi đang có chuỗi thắng kìa anh em kìa. Đấy, nhây chưa? Nhây chưa? Lại hồi sinh, lại hồi sinh con cây tiếp. Đấy, nhưng mà tôi rất tiếc là cái con heo của tôi là mới có 1 sao luôn. Chứ mà con heo của tôi ấy, mà nó lên được 2 sao hay là 3 sao thì bọn này chết với tôi. Rồi, hay quá, có giáp băng ở đây, thêm một cái giáp ma nữa, cây sẽ rất trâu. Bây giờ thì mới gọi là đồ là ổn này. Thằng nào có thể đục được cái con cây của tôi đây? Có thằng nào có thể đục được cái con cây của tôi đây? Tầm này chắc là không có ai có thể đục được con cây của tôi đâu. Ok, Blink cho Grand Herald nó có phí quá không nhỉ? Bây giờ lấy cái Blink này cho con khác. Đây, cho Fortuner Teller đi. Fortuner Teller bắp bất tử sớm. Nào, nghe nói bộ gấu Saman mạnh. Nghe nói bộ gấu Saman mạnh lắm. Ờ, như nào? Cướp được cái bom, cướp được cái bom. Ui. Ê ê ê, Sven 2 cái đéo ở đây. Sven 2 ạ. Chết thôi, đây không phải gấu Saman. Đây là co là Sven. Ui, Sven đồ thế giới. Ờ nhưng mà như nào kia, đánh có khác gì gãy ngứa không? Ui rồi ôi. Có khác gì gãy ngứa đâu. Mà đéo cái thằng này xanh đấy nhở. Thằng này chơi Saman 50 tiền level 10 ạ. Sợ thế. Sợ thế bạn ơi. Xài tiền đi. Xài tiền đi. Cứ nghĩ là có thể ăn được tôi á. Không dễ đâu. Không dễ. Không dễ. Rồi. Hay chưa anh em. Chắc cả late game phải chuyển đấy anh em ạ. Nhây nhây cũng chỉ đến mức độ thế thôi anh em ạ. Có khi late game phải chuyển. Không thì không thắng được thằng đấy đâu. Chúng ta chuyển sang Warlock. Chơi 4 Warlock 4 Saman. Có thể là như thế, hoặc là chơi 4 Warlock với cả kết hợp với cả bom 2. Bom 2 sao thì may ra ăn được. Chứ late game thì tôi thấy con Sven nó có đồ thì nó sẽ đấm hết thôi. Rồi nào, chơi bọn Nai này. Gặp bọn này, gặp bọn Nai bây giờ nhá. Nghe nói là bọn Nai mạnh. Nghe nói Nai mạnh. Trông giống như nhây tiếp đấy. Nhây không? Ui nhây chưa? Nhây chưa? Anh em thấy nhây không? Ui anh em thấy kia, anh em thấy không? Ui đẻ tiếp kìa, đông chưa? Ui, hồi sinh ra tiếp kìa. Ui, trông nghe có vẻ như đẩy một phát mất hai mấy máu chứ. 29 máu chỉ còn 4 máu, vậy là mất 25 máu của cái bọn Lai trong cái round vừa rồi. Rồi ôi, anh em thấy cái đội hình của tôi nó hay không? Hay chưa? Ôi, hay thế nhở. Các cậu đỡ hộ cái. Bây giờ còn có thằng Lai với cả cái thằng ấy thôi. Bây giờ còn thằng Lai với cả thằng Saman thôi. Ok. Đâu để xem nào. Có bom 2 rồi. Khiếp khỏe thế. Có bom 2 khỏe thế nhở. Sợ thật sự. Ui có vẻ hơi nguy hiểm ở trong cái đao này. Con Sven nó bớ đúng vào cái chỗ con già rồi. Thôi chết rồi. Quả này phải chăm sự nhiều bóng cây. Chăm sự nhờ một cây cây ơi. Ôi không ổn rồi, tỉnh dậy. Thôi chết rồi, đẩy nhiều máu quá. Ui mẹ ơi, nó đẩy 18 máu. Nhưng không sao, tôi có một cái viên hồi sinh. Nên nhớ rằng cái đội hình này của tôi nó rất nhây anh em ạ, nó rất là nhây. Và tôi vẫn có thể sống được. Tôi nhây được, anh em yên tâm, chưa chết ở đâu. Nếu mà tôi có bị đẩy lần nữa thì tôi vẫn chưa chết được. Thôi cố gắng hy vọng dậy ở top 2 anh em ạ.
dễ tôi hai. Đây rồi, lên được 2 sao, lốt chén. Lốt chén anh em nhá. Đội hình cực kỳ là nhây luôn đấy. Đấy, chưa chết nhá, round sau kể cả có lọt vẫn chưa chết. Để xem nào. Siêu lại đội hình một tí anh em ạ, không chết với cái bọn Saman mất. Tản đội hình ra, tụm lại con Sven nó blink xuống phía dưới này là chết ngay. Cẩn thận. Rồi, ok, hai làng luôn. Ui, nhưng tôi lại không gặp cái thằng đấy, tôi lại gặp thằng Lai cơ. Tôi chết rồi, toang rồi. Tại sao lại gặp cái thằng này? Con già quẹt ngu quá. Ăn được không đây? Con già bị bớ rồi kìa. Thôi chết rồi. Thôi chết rồi, cây liệu có làm được gì không? Cây liệu có làm gì được không đây? Sao có vẻ như cái con cây nó tụt máu nhiều này kia. Con cây cảm giác tụt máu nhanh này kia. Chói nó lại, đừng để nó đấm. Chói con Avenzo Clyde lại. Đúng rồi. Cây cố gắng hồi máu lên bạn ơi. Nhây đi, chết rồi. Mấy con ở đằng sau của tôi bị dã chết hết rồi. Nếu không thì có Fortuner Teller thì vẫn nhây được đấy. Thôi chết mẹ, 5 máu nhưng vẫn chưa chết cơ. Thấy chưa, kinh chưa, nhây chưa. Đấy, nhây thế này thì ui giời, rớt 2 thì lại câu chuyện khác này bạn ơi. Nhưng mà rớt 2 thì bán con gì đi? Từ từ nhá. Rớt 2 thì bán God of War đi à? Queen of Pain này, Queen of Pain cũng được. Nhưng bây giờ cần là 5 tiền 2 sao. Thôi anh em ạ, có lẽ là chúng ta sẽ phải bán cái con giữ máu đi thôi. Bán giữ máu đi thôi. Cho 2 Warlock vào đã. Hay chơi 4 Warlock. Tầm này còn 1 máu thì chúng ta sẽ không thể làm được gì đâu. Chúng ta không thể lấy được những cái viên thuốc giữ máu nữa rồi. 1 máu nó là hết cửa rồi. Bây giờ phải củng cố đội hình thôi anh em ạ. Nhây đến như thế thôi chứ không thể nhây hơn. Đây rồi. Lấy một cái giáp băng cho con rớt 2 nữa là xong. Rô nốt nào, rốt chén nào. Ui, ra lên 2 sao đi. Đéo ổn nhỉ. Trông thấy vẫn đéo ổn lắm. Chúng ta có thêm 3 mét nữa. Trong đội hình này có 3 mét 2 Warlock. Tuy nhiên nếu mà chúng ta gặp cái bộ Saman ở round này thì chắc là sẽ đi thôi. 3 mét thì nó không có tác dụng với bọn Saman anh em ạ. Mẹ hy vọng gặp bọn Lai. Thôi xong rồi, gặp cái thằng Saman. Rồi mẹ, ui cái gì kia, hai con Sven. Một con Sven 3 sao với một con Sven 2 sao. Còn mẹ thì đam con này 1000 đam là ít. Thôi xong rồi, tôi top 3. Vãi cứt. Nhây đi bạn ơi. Ui ôi, nhây. Nhây thật anh em ơi. Nhây thật rồi, tôi được top 2 này. Anh em thấy đội hình dậy chết chưa? Một cái đội hình dãy chết và cực kỳ nhây. Chúng ta phải gọi đây là cái đội hình vua lì đòn. Chính xác là như thế. Lì đòn thật sự luôn. Chưa thấy một cái đội hình nào mà nó nhây đến như thế này đấy. Anh em thấy không? Tôi có 24 máu. Cái lúc mà tôi quyết định là tôi bắt đầu gọi là form đội hình là nó chỉ còn có 24 máu thôi. Nào gì có cái trận đấu nào mà 17 trận thua, 18, à 10, 17 trận thắng, 18 trận thua mà được top 2 kìa anh em kìa. Trông nhây không? Nhây nhờ anh em nhờ. Anh em có thích cái đội hình này không? Thì anh em hãy để lại comment nhá. Để xem là các anh em thấy cái đội hình này như thế nào. Và anh em thích những cái line up kiểu dạng như này thì anh em hãy comment cho tôi. Anh em có thích tôi ra thêm những cái clip kiểu dạng như này không nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Anh em nào thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like. Và anh em nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.